Chào toàn thể các bác Đạt Hà Nội. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một cặp loa siêu khủng luôn. Vâng, cặp loa siêu khủng của hãng JBL. Cặp loa JBL model FPA 1800. Vâng, đây là một cặp loa khủng long của hãng JBL. Thiết kế với hai bát 20cm màng giấy, một họng kèn 20cm. Cặp này có kích thước cao lớn, đồ sộ cũng như là cân nặng khủng khiếp. Cặp JBL 1800 FPA 1800 này sở hữu chiều cao 1m, chiều rộng 30cm và chiều sâu là 40cm, rất là khủng. Cân nặng của cặp loa này nó rơi vào khoảng 70kg, rất khủng. Các bác nhìn cặp này về tuyến loa còn rất là đẹp luôn. Tiếng loa đẹp và nõn nà luôn các bác nhé. Đó, đây là chép kèn của chúng ta, chép kèn 20 rất đẹp. Đây là con bát bên dưới, logo JBL. Cặp này đánh cầu big wide bóc chuối mà có lỗ thông hơi ở phía sau, kích thước rất là khủng. Đấy, hàng về thành quách đẹp xuất sắc các bác nhé. Hậu sâu 40 luôn, hai găng tay của em sâu này, hậu này có cái đường em đo lại thì hậu sâu 40 luôn các bác nhé. Các bác thấy hàng về thành quách đẹp xuất sắc và thiết kế rất là khỏe khoắn, rất là khủng luôn. Hậu sâu 40cm, mời các bác nghe thử chút. Trong trẻ đùa sớm dưới, run run môi cười như thố còn đôi đang cần một cặp loa to khủng chơi đa năng cũng như trưng bày phòng nghe đẹp hoành tráng thì hãy sở hữu cặp loa JBL model FPA 1800 và hàng đẹp xuất sắc các bác nhé. Cặp này bên em bao giá toàn quốc và xin báo giá 17 triệu đồng. Em bao giá toàn quốc cho các bác nhé. Cặp hàng về rất là đẹp. FPA 1800, bát 20cm. Chép kèn 20cm cực gấu luôn. Còn bác nào có nhu cầu xin mời liên hệ với em, sắm cặp loa này về chơi Tết thì rất là tuyệt vời. JBL FPA 1800 giá 17 triệu đồng. Cũng rất là muộn rồi thì em cũng không test kỹ được mà. Vì ở đây hàng xóm cũng khá là ồn, em không test kỹ được mà. Bác nào có nhu cầu liên hệ em, ngày mai thì ban ngày thì em sẽ test kỹ hơn và quay thử chất em cho bác xem. Hôm nay em chỉ xin giới thiệu giá bán cũng như hình thức cặp loa vừa mới về, em thấy nó đẹp và hay quá em phát lên luôn cho các bác cùng xem. Rất là đẹp. Cặp loa chỉ với giá 17 triệu đồng, quá là rẻ ạ. Có nhu cầu sở hữu xin mời nhanh tay nhé. Giá rất là tốt, giá bên em về rất là tốt. Bên em có ship hàng toàn quốc cho bác, giá bán cũng bao gồm phí ship các bác nhé. Cặp loa rất là khủng long. Rất là khủng long, rất là đẹp.
sự cảm ơn các bác đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo nhé. Bác nào lần đầu vào kênh của Đạt Radio Hà Nội, xin mời đăng ký kênh bên em để theo dõi các sản phẩm.